Chào bạn, tôi Hải Bùi đây. Nhiều bạn hỏi tôi là khi mình lập hóa đơn điều chỉnh hay hóa đơn thay thế có mã của cơ quan thuế đó, hoặc là không có mã của cơ quan thuế mà đã gửi cho người mua rồi mà phát hiện có sai sót á, thì có lập biên bản điều chỉnh hoặc là biên bản thay thế hay không? Rồi các bạn hiểu câu hỏi chưa? Nhiều bạn hỏi tôi là khi mình lập hóa đơn á điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc là không có mã của cơ quan thuế mà đã gửi cho người mua rồi, sau đó là bên bán hoặc bên mua phát hiện ra cái hóa đơn đó có sai sót, thì có cần lập biên bản điều chỉnh hoặc biên bản thay thế hay không? Được chưa? Bây giờ tôi trả lời cho các bạn như sau. Bây giờ nếu mà theo như cái khoản 2 điều 19 của nghị định 123 người ta hướng dẫn nè, nhớ là trong trường hợp đây là đã gửi cho người mua rồi nha, còn chưa gửi cho người mua hóa đơn điện tử có mã mà đã được cơ quan thuế cấp mã rồi mà chưa gửi cho người mua, thì trường hợp này là quá dễ rồi. Trường hợp này nè, thì đây, thì trong trường hợp này á thì người bán chỉ cần làm sao thông báo với mẫu 04 đây nè cho cơ quan thuế để cơ quan thuế làm sao hủy là được, không cần phải làm cái thao tác gì hết. Nếu mà hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, tức là cơ quan thuế cấp mã rồi đó, mà chưa gửi cho người mua, thì trong trường hợp này người bán chỉ cần lập cái mẫu 04 đây nè để gửi cho cơ quan thuế về vấn đề hủy hóa đơn điện tử đã cấp mã có sai sót là được. Rồi sau đó chúng ta lập một cái hóa đơn mới thôi. Ok chưa? Trường hợp này là quá dễ rồi. Tức là chưa gửi cho người mua mà đã có mã rồi thì mình lập mẫu 04 thôi là được rồi. Ok không? Bây giờ trường hợp thứ hai là hóa đơn điện tử có mã hoặc là không có mã của cơ quan thuế mà đã gửi cho người mua rồi. Bây giờ bên bán hoặc bên mua phát hiện ra thì mình có cần lập biên bản điều chỉnh hoặc biên bản thay thế trước khi lập hóa đơn điều chỉnh hay không, hóa đơn thay thế hay không? Thì theo như khoản 2 điều 19 của nghị định 123 người ta hướng dẫn như sau là các bạn. Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc là hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua rồi, các bạn thấy không? Đã gửi cho người mua rồi mà người mua hoặc người bán phát hiện có sai sót, đã gửi cho người mua nhưng mà người ta cũng không có đề cập tới vấn đề là đã kê khai thuế hay chưa kê khai thuế, không quan trọng cái đó. Rồi được chưa? Nói chung là đã gửi cho người mua mà sau đó bên mua hoặc bên bán phát hiện ra có sai sót thì mình sẽ xử lý như sau. Trường hợp 1 nè là chỉ sai tên và địa chỉ của người mua thôi các bạn, sai hai cái này thôi, sai hai cái này thôi, được chưa? Còn các mục còn lại trên hóa đơn là đúng hết. Thì lúc này người ta làm sao? Thì lúc này bên bán làm hai cái thao tác. Thao tác thứ nhất á là thông báo cho người mua. Thông báo cho người mua có nghĩa là trong trường hợp này bên bán sẽ làm một cái thông báo gửi cho người mua về cái vấn đề là hóa đơn lần trước tôi có sai tên hoặc là sai địa chỉ, nay sửa lại thành tên và địa chỉ đúng. Cái này nó giống như cái biên bản điều chỉnh á, nhưng mà chỉ có một bên là bên bán làm thông báo thôi, không cần chữ ký gì của bên mua ở đây cả. Rồi được không? Rồi chỗ này đã rõ rồi đúng không? Và đồng thời bên bán làm sao? Thông báo thôi nha, không không phải lập hóa đơn lại nữa nha. Và đồng thời bên bán thực hiện mẫu 04 này để gửi cho cơ quan thuế. Rồi. Như vậy trong trường hợp đây là nếu mà sai tên và địa chỉ của người mua thì làm hai thao tác. Thao tác thứ nhất là bên bán thông báo cho người mua biết. Tức là thường thường trong cái phần mềm mà viết hóa đơn điện tử á của những cái công ty mà cung cấp hóa đơn điện tử á, cái đây là người ta sẽ có cho các bạn, có cái mẫu cho các bạn để các bạn làm sao gửi cho người mua. Và đồng thời chúng ta lập cái mẫu 04 này để gửi cho cơ quan thuế, cơ quan thuế xác nhận lại. Được không các bạn? Và sau đó các bạn lấy cái mẫu 04 này gửi tiếp cho bên mua để bên mua yên tâm là mình đã làm sao thông báo cho cơ quan thuế rồi. Như vậy là sai tên và địa chỉ của người mua
thì không phải lập lại hóa đơn nha, mà chỉ làm hai thao tác. Thao tác thứ nhất là thông báo cho bên mua biết bằng một cái mẫu thông báo mà trong phần mềm hóa đơn điện tử, người ta sẽ khi các bạn viết hóa đơn điện tử á, người ta sẽ có một cái mẫu thông báo đó, các bạn ấn một cái để gửi email cho khách hàng. Cái mẫu này nó giống như mẫu biên bản điều chỉnh thôi, nhưng mà chỉ có một bên mua thôi, một bên bán thôi, không có chữ ký của bên mua gì ở đây cả. Và đồng thời chúng ta lập cái mẫu 04 này theo cái nghị định 123 này để gửi cho cơ quan thuế. Ok chưa? Để thông báo cho cơ quan thuế biết là mình có sai sót của cái hóa đơn đợt trước. Và chúng ta lấy cái mẫu này nè, chúng ta gửi tiếp cho khách hàng để cho khách hàng yên tâm. Rồi, trường hợp 1 rồi, ok nha. Trường hợp 2 là có sai sót là không phải sai tên và địa chỉ. Tức là tên và địa chỉ đúng, nhưng tất cả các phần còn lại có thể sai. Sai mã số thuế, sai sót về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất tiền thuế nè, sai tên hàng hóa nè, bla bla. Rồi, được chưa? Thì trong trường hợp này, nghị định 123 hướng dẫn mình có hai cách xử lý. Cách một có hai cách làm nha. Cách làm một là người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót. Rồi, người ta nói cái câu này thôi, tức là không có lập biên bản điều chỉnh hóa đơn trước, đúng không? Chấm hả? Tiếp nè, trường hợp người bán và người mua có thỏa thuận, tức là có thỏa thuận, tức là thôi tôi với anh lập một cái biên bản điều chỉnh trước khi lập hóa đơn điều chỉnh đó, vậy đó. Rồi, hiểu chưa? Như vậy trong trường hợp đây là nếu mà chúng ta chọn cái giải pháp là lập hóa đơn điều chỉnh á, thì mình có thể mình lập biên bản điều chỉnh hoặc không lập biên bản điều chỉnh là do hai bên thỏa thuận, chứ không bắt buộc 100% phải lập biên bản điều chỉnh. Rồi, được chưa các bạn? Ok chưa? Và hóa đơn điều chỉnh này nè, phải ghi cái câu này đó, phải ghi cái câu này: hóa đơn điện tử điều chỉnh, hóa đơn điện tử đã lập nè, có sai sót phải có dòng nè, điều chỉnh cho hóa đơn mẫu số ký hiệu ngày tháng năm đó. Như vậy trường hợp này là chúng ta, nếu mà chúng ta chọn giải pháp là lập hóa đơn điều chỉnh, thì các bạn có thể làm hai cái phương án. Phương án một là không cần lập biên bản điều chỉnh, hoặc làm sao, có thỏa thuận về lập văn bản nè, thỏa thuận trước nè, có nghĩa là có thể lập biên bản điều chỉnh hoặc là không cần lập biên bản điều chỉnh đều được hết. Tức là nếu mà chúng ta lập biên bản điều chỉnh hóa đơn là nó giống như cái hồi xưa, nó giống như cái hồi xưa chúng ta làm mà hóa đơn giấy, thì trước khi lập hóa đơn điều chỉnh thì phải lập biên bản điều chỉnh. Nhưng bây giờ đã qua cái hóa đơn điện, sử dụng hóa đơn điện tử rồi, người ta cho mình hai cái chọn lựa. Chọn lựa thứ nhất là chỉ cần lập cái hóa đơn điều chỉnh thôi được rồi, không cần lập biên bản điều chỉnh trước khi lập hóa đơn điều chỉnh. Trường hợp 2 là chúng ta làm sao, lập biên bản điều chỉnh trước rồi sau đó lập hóa đơn điều chỉnh. Trên hóa đơn điều chỉnh đó phải có cái dòng là điều chỉnh cho hóa đơn số ngày tháng năm. Rồi, được chưa các bạn? Và trong trường hợp này thì chúng ta không cần phải gửi mẫu 04 đến cơ quan thuế nữa. Cái này các bạn có thể xem ở cái công văn 2336 ngày 4/7/2022 nè. Công văn này người ta có nói nè các bạn, là không cần luôn. Tôi cho các bạn xem nè. Nếu cơ sở kinh doanh nè đã lập hóa đơn điều chỉnh hoặc là thay thế luôn thì không cần phải gửi mẫu 04 đến cơ quan thuế. Rồi, vậy được chưa? Vậy trong trường hợp mà lập hóa đơn điều chỉnh hoặc là lập hóa đơn thay thế thì không cần phải gửi mẫu 04. Rồi, được chưa? Rồi, bây giờ trường hợp thứ hai, chúng ta không chọn giải pháp lập hóa đơn điều chỉnh mà chúng ta chọn giải pháp lập hóa đơn thay thế, thì lúc này làm sao? Các bạn đọc nè: người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử có sai sót đó. Người ta đâu có nói là lập biên bản điều chỉnh ở lập biên bản thay thế đâu. Như vậy làm sao? Nếu chúng ta chọn giải pháp là hóa đơn trước chúng ta bị sai, bây giờ chúng ta lập một cái hóa đơn
thay thế, không phải lập hóa đơn điều chỉnh, thì chúng ta lập hóa đơn thay thế thôi, không cần phải lập biên bản thay thế. Rồi vậy được chưa? Nhưng mà người ta nói là trừ trường hợp người bán và người mua có thỏa thuận về lập văn bản thỏa thuận trước. Như vậy là nó giống như cái trường hợp mà lập hóa đơn điều chỉnh rồi. Như vậy trong trường hợp này làm sao? Nếu mà chúng ta không có lập văn bản thỏa thuận trước về lập về cái vấn đề là hủy hóa đơn trước để lập hóa đơn thay thế, thì chúng ta chỉ cần lập hóa đơn thay thế thôi được rồi. Còn nếu mà chúng ta có thỏa thuận trước là thôi, chúng ta lập một cái biên bản hủy hóa đơn trước rồi lập cái hóa đơn mới cũng được luôn. Như vậy là cái trường hợp mà lập hóa đơn thay thế nó giống như trường hợp lập hóa đơn điều chỉnh, là không cần phải lập biên bản điều chỉnh hoặc là biên bản thay thế hóa đơn, được không các bạn? Nếu mà chúng ta lập biên bản điều chỉnh hoặc là lập biên bản thay thế có được không? Được. Tức là kể từ khi áp dụng cái hóa đơn điện tử từ ngày 1/7/2022 trở đi theo cái nghị định 123, là người ta đã cho các bạn hai cái sự chọn lựa: có thể lập biên bản điều chỉnh thay thế, có thể lập biên bản điều chỉnh hoặc là biên bản thay thế, còn không lập cũng không sao hết. Rồi được chưa các bạn? Ok chưa? Rồi các bạn thấy video này hay, hãy cho tôi một like, comment và share. Nhớ đăng ký kênh và bấm vào cái chuông để theo dõi những video mới nhất của tôi. Rồi chào, tạm biệt các bạn.